Xin chào các thống đốc Riot Kingdom, các bạn đã sẵn sàng cho bản update 1.0.62 mang tên Halloween kỳ ảo sẽ ra mắt vào ngày 24 tháng 10 năm 2022 của chúng tôi chưa? Ở chuỗi sự kiện Halloween này là cơ hội tốt để tích lũy xu Esmeralda và nhận thưởng skin nhà chính có thuộc tính phòng thủ cung thủ cộng 5%, sức mạnh bộ binh trừ 5%, voucher chọn đồ trang trí Halloween. Nào cùng xem chúng ta có những sự kiện nào nhé. Đầu tiên là sự kiện lời nguyện cầu của Esmeralda. Ở sự kiện này, các bạn sẽ có cơ hội nhận được tượng vàng, tượng nữ thần mùa màng, skin thành phố với thuộc tính phòng thủ kỵ binh cộng 5% và sức mạnh cung thủ trừ 5%. Cùng dương báo quý hiếm, người chơi sử dụng xu ước nguyện để quay vòng và nhận giải thưởng mà con trò chỉ vào. Thưởng vòng quay đặc biệt 2.000 đá quý, đừng bỏ lỡ nhà. Sự kiện bộ sưu tập của Esmeralda là sự kiện đăng nhập 7 ngày với nhiều nhiệm vụ khác nhau. Hoàn thành nhiệm vụ để nhận điểm cùng phần thưởng, tích lũy đủ 100 xu Esmeralda để nhận giải thưởng đặc biệt là chìa khóa và đạo cụ tăng tốc. Sự kiện cuộc đột kích Serori để thu thập thêm xu Esmeralda và tham gia đổi quà dương báo Serori có chứa rất nhiều thưởng như dương vật liệu, dương mảnh vẽ thiết kế cùng thủ, tượng đèn sao rực rỡ và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Sự kiện đua với thời gian là một sự kiện đã cũ. Ở sự kiện này, bạn tham gia đánh bại càng nhiều quân man dợ trong thời gian nhất định để tích lũy điểm và mở dương có chứa xu Esmeralda cùng tài nguyên và đạo cụ tăng tốc khác. Đặc biệt là top bảng xếp hạng có cơ hội nhận thưởng đá quý và tượng chọc vàng. Các vương quốc tham gia mùa chinh phạt giờ đây có cơ hội lần đầu trải nghiệm một cốt truyện hoàn toàn mới, thần quyền phân tranh, trải nghiệm hệ thống ghép đấu, chiến lược mùa giải và những bất ngờ hoàn toàn mới khác trong thần quyền phân tranh. Chế độ phe mới, các thống đốc tham gia hai phe Sev và phe Horus để tiêu diệt thánh địa của đối phương. Ai mới là vị vua chân chính của sông Nin? Ghép cặp tổ đội, chúng tôi đã thêm các quy tắc mới về ghép cặp tự do. Khi báo danh ở giai đoạn ghép cặp, các vương quốc tham dự cốt truyện sẽ được bố trí theo các vương quốc cho phép họ tự lập đội ngũ. Chiến lược theo mùa, chúng tôi đã thêm tính năng chiến lược theo mùa. Các thống đốc có thể chọn tăng cường một trong ba hạng mục chiến lược riêng biệt: tăng cường thành tích trên chiến trường, sức mạnh của đội quân trên bản đồ hoặc hỗ trợ hậu cần. Bản đồ mới, bổ sung một bản đồ và địa hình vương quốc đã mất mới, các thống đốc có thể viết nền những sử thi trên bản đồ mới. Phiên bản này có 7 đội hình hoàn toàn mới. Các bạn có thể setting một đội hình cho mỗi chỉ huy, mỗi đội hình sẽ có buff khác nhau. Hãy tải về phiên bản Riot Kingdom mới nhất để sử dụng đội hình và tăng buff chiến đấu cho chỉ huy nhé. Ra mắt 28 loại vũ trang để trang bị đội hình khác nhau. Mỗi loại được yểm một bộ bùa lợi thuộc tính ngẫu nhiên, sau khi nhận có xác suất nhận bùa lợi minh văn đối với vũ trang sử thi và huyền thoại. Một loại trợ lực còn mạnh hơn nữa. Có gần 100 loại minh văn khác nhau, mỗi cái có tác dụng tăng cường chiến đấu hoặc cho ngài thêm lựa chọn chiến lược. Các thống đốc có thể thu hồi vũ trang dư ở trạm dịch để lấy xu vàng và xu bạc và sử dụng chúng để mua dương vũ trang và vật phẩm chứa minh văn. Các thống đốc có thể khắc lại minh văn mới lên vũ trang để nhận búp minh văn mới. Người chơi cần phải xây dựng và nâng cấp kiến trúc chính phủ viện để bắt đầu xây dựng hệ thống đội hình. Các bạn có thể cho chỉ huy đi du lịch và làm nhiệm vụ điều động ở chính phủ viện. Chọn các chỉ huy ngài muốn để cùng hoàn thành nhiệm vụ, nhận thêm vũ trang và phần thưởng khác. Chế độ chỉ hạn chế dành cho các vương quốc ở mùa 2 trở đi và đang chờ ra mắt đầy đủ. Các búp này hiện chỉ áp dụng cho bản đồ này, hẻm núi hoàng hôn, hẻm núi đã mất và viễn trình và sẽ áp dụng cho các sự kiện khác trong các phiên bản trò chơi sau. Ngoài trừ loạt sự kiện cực kỳ hấp dẫn trong game già, cộng đồng Riot Kingdom cũng có rất nhiều sự kiện hấp dẫn đang chờ đón các bạn. Hãy follow fanpage và tham gia nhóm cộng đồng của chúng tôi để tham gia và nhận về hộp quà thưởng sự kiện hấp dẫn cũng như các đạo cụ in-game khác. Thiên binh giải mã lập tức xuất quân!